hiện nay sản phẩm kem chi cha đa đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp bạn có khả năng dưỡng trắng da giữ ẩm và cả chống nắng vô cùng hiệu quả. Trong video này, mình sẽ review cụ thể hơn về dòng kem chi cha đa, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem chi cha đa. Hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình. Điều quan trọng nhất là, gần như có thể thay thế một bộ kem trang điểm nhiều món như phấn nền, kem BB, CC cream. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng kem chi cha đa đã từng mua của shop mình, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng giúp nuôi dưỡng và làm dịu những tổn thương của da với những dưỡng chất tự nhiên, giúp cho làn da không bị thâm đen hoặc khô khan thiếu sức sống nữa. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác, bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng kem chi cha đa này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể mua dòng sản phẩm dưỡng này về dùng để cải thiện cho làn da của mình hơn nhé. Thông thường chị em mình mỗi lần chuẩn bị đi tiệc là cứ phải dành 1 đến 2 tiếng đồng hồ để đánh phấn, trang điểm, tô son kẻ mắt. Công đoạn đánh phấn là mất nhiều thời gian nhất vì phải đánh làm sao để trông nó thật tự nhiên nhất. Vậy mà nhiều khi đánh cả tiếng rồi xong lại thấy không hài lòng tí nào cả. Chưa kể còn phải đánh nhiều lớp kem nền, lớp phấn phủ, thì còn mất nhiều thời gian hơn nữa. Từ khi có kem chi cha đa này, thì chị chỉ cần mất khoảng 5 phút là xong thôi ạ. Dù cho chị không biết trang điểm cũng đẹp lên tự nhiên như được chuyên gia trang điểm vậy. Kem này nó vừa nhanh vừa cho chị một làn da tự nhiên, không lộ vân kem, không làm cho người khác nhìn thấy ảo ảo do mỹ phẩm. Kem trang điểm chi cha đa hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trang điểm chi cha đa hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.